Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Bát đại chứng minh cung dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thịnh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền viên khởi quang minh đại sân thánh tác Phật sự phổ vấn chư chúng sanh giải pháp Bồ Đề tâm viên đi chư vọng hiệp viên thật Ô thượng đạo. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay ngày 14 tháng 11 năm Quý Mão 2023. Đệ tử cung đối Phật Thiền Thanh Tâm, đệ thầy ngũ bách danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nguyện hồi hướng công đức cầu nguyện ứng trên tam bảo chư thiên long thần hộ pháp thị từ chứng minh gia hộ. Cuối xin các ban ngành ca cấp cùng chư quan chức hữu trách từ bi xót thương cứu xét giúp cho Phật sự di dời và xây dựng mới ngôi tam bảo sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Phương hương vô thường tôn tam giới vô đông thất thiên nhân chi đạo sư tư sanh di từ phụ ngư nhất niệm quý y năng diệt tam kỳ nghiệp chân dương nhược tan thân ức kiếp mạc năng tận năng đệ sở đệ tánh không tịch cảm ứng đạo giáo đáng tư nghị thử đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật anh hiền trung thân anh hiền chư Phật tiền đầu diễn tiếp túc quý mạng đệ chí tâm đảnh đệ nam mô tận hư không biên pháp giới hóa hiền bi lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh đệ nam mô tam bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật năm qua giáo chủ Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát đại anh vô hiện Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát Linh Sơn hội thường Phật Bồ Tát yeah.
Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tôn quý mạng mười phương
tướng Phật, con đây phát nguyện rộng. Ở đề kinh ngũ bách danh, trên đền bốn bơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có kẻ thấy nghe, điều phát tâm Bồ Đề, tâm mục báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai kinh kệ vô thượng thần thâm vi diệu pháp và ba thiên tạng kiếp nán tao ngộ. À, kim kiến văn đất thọ trì nguyện giải như đại chương thiệt nghĩa. Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát. Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát. Nam mô khai bảo tạng Bồ Trí tuệ hoàn thâm đại biến tại đơn cư ba thượng tuyệt trần ai. Thường quang thước pha thiên sanh bệnh cam lộ năng trừ vạn kiếp tai. Thuy liệu Phật khải kim thể giữ hồng liên vọng sức ngọc lâu đài. Ngã kim mê khề thủ phần hương tán nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai. Nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát. Nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát. Nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề tam mô tam bà giáo chú Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quan thế âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề tam mô thiết tích nhân trình Thích Ca Mâu Ni Phật. Quan thế âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề nam mô cổ Phật thị hiện. Quan thế âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề nam mô đương lai Bồ Sư A Di Đà Phật. Quan thế âm Bồ Tát. Thế tâm đảnh đề tam mô ngộ thiện quang vương tịnh trụ Phật đất đời bi tâm chú. Quan thế âm Bồ tâm đảnh đề nam mô cầu Phật lập thể như sở nguyện vọng xuất thiên thủ thiên nhàn. Quan thế âm Bồ Tát. Tâm đảnh đề nam mô quá khứ kiếp vì chánh pháp minh vương Như Lai. Quan thế âm Bồ Tát. Tâm đảnh đề
Nam Mô Bát Hoàng Tử Thiên Mẫu Đà La Tí Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Tứ Thập Nhị Tỷ Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Thập Bát Tỷ Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Thập Nhị Tỷ Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Bát Tỷ Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Tứ Tỷ Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Thiên Chuyển Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Thập Nhị Diện Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Nhất Diện Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Chánh Thủ Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Tỳ Cầu Lâu Chi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Ma Đầu Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô A Di Ít Đề Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Pháp Tịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Diệp Ma Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Tiểu Phục Độc Hại Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Như Ý Bảo Luân Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm Định Đệ Nam Mô Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Quan Thế Âm Bồ Tát.
tâm đến đề Nam Mô Phá Nhất Thiết Nghiệp về trước Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đến đề Nam Mô Ma Ba Đầu Ma Chiên Đàn Ma Ni Tâm Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Diệt Ác Thú Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Nhiều Ích Chúng Sanh Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Năng Mạng Nhất Thiết Nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Năng Cứu Sáng Nạn Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Cụ Đại Bi Tâm Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Cụ Đại Từ Tâm Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Địa Ngục Môn Khai Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Hiền Chúng Chúng Âm Thanh Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Hiền Chúng Chúng Sắc Tướng Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Hiền Chúng Chúng Lợi Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Hiền Chúng Chúng Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Hiền Chúng Chúng Thần Thông Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Năng Mạng Chúng Chúng Nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Năng Thoát Ngũ Nghịch Trọng Tội Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Năng Trừ Cổ Độc Chủ Trời Yểm Đạo Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Năng Trừ
đầu não hung hiếu chưa bệnh. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh thể nam mô năng trừ huyết hầu chứa bệnh. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh thể nam mô năng trừ nhãn nhĩ thần tiết chứa bệnh. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề nam mô năng trừ khẩu phúc yếu bối chư bệnh. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề nam mô năng trừ nha sĩ tỷ thân chư bệnh. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề nam mô năng trừ thù cướp chư bệnh. Quan Thế Âm Bồ thiện tâm đánh đề nam mô năng trừ phong cuồng điên bệnh. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề nam mô năng trừ chư ác quỷ thần não nhân. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề nam mô năng trừ đạo binh thủy hỏa tai ách. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề nam mô năng trừ lôi điện chấn bố. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề nam mô năng trừ oán gia kiến đạo. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề nam mô năng trừ ác quân ác tật. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề nam mô năng trừ tám tai cứu hành. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề nam mô năng trừ ác mộng biến quái. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề nam mô năng trừ ngoan xa phúc yết. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề nam mô năng phục chữ ác độc thú. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề nam mô năng trừ quán sử tránh tùng. Quan Thế Âm Bồ Tát thiện tâm đánh đề
Nam Mô Năng Hiền Cực Lạc Thế Giới Linh Nhân Lự Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đánh Thế Nam Mô Năng Linh Trì Niệm Giả Chúng Nhân Ái Kính Quán Thế Âm Bồ Tát. Thiện tâm đánh đề Nam Mô Đăng Linh Trì Niệm Nhân Cụ Thế Gian Tài Quán Thế Âm Bồ Tát. Thiện tâm đánh đề Nam Mô Đăng Linh Nhân Tăng Tích Nhất Thiết Lạc Cụ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Năng Linh Chúng Sanh Tăng Ít Nhất Tiếp Thế Đời Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Năng Giữ Trường Mạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Năng Giữ Phú Quý Trường Thọ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Vô Vi Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Vô Nhiệm Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Không Quán Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Cung Kính Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Tỳ Hà Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Vô Tài Đoạn Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Đà La Ni Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Thề Độ Nhất Tiếp Chúng Sanh Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Thiên Nhàn Chiếu Kiến Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Thiên Thủ Hộ Trì Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đánh Đề Nam Mô Năng Trừ Pháp Vọng
vạn tứ thiên chúng bình. Quang thế âm bồ tát. Thế tâm đến để nam mô năng phục nhất thiết á quý thần. Quang thế âm bồ tát. Thế tâm đến để nam mô năng hàng phục chư thiên ma. Quang thế âm bồ tát. Tâm đảnh đệ nam mô năng chế chư ngoại đạo. Quang thế âm bồ tát. Tâm đảnh đệ nam mô năng trừ sớm tính tạp ly mị vọng lượng. Quang thế âm bồ tát. Tâm đảnh đệ nam mô năng trừ tà tâm. Quang thế âm bồ tát. Tâm đảnh đệ nam mô năng trừ tham nhiễm tâm. Quang thế âm bồ tát. Tâm đảnh đệ nam mô năng linh chúng sanh đắc thiền quả. Quang thế âm bồ tát. Tâm đảnh đệ nam mô cụ Phật thể thân tạng. Quang thế âm bồ tát. Tâm đảnh đệ nam mô Quang Minh thân tạng. Quang thế âm bồ tát. Tâm đảnh đệ nam mô Từ Bi tạng. Quang thế âm bồ tâm đảnh đệ nam mô Diệu Pháp Tạng. Quang thế âm bồ tát. Tâm đảnh đệ nam mô Thiền Định Tạng. Quang thế âm bồ tâm đảnh đệ nam mô Hư Không Tạng. Quang thế âm bồ tát. Tâm đảnh đệ nam mô Vô Úy Tạng. Quang thế âm bồ tát. Tâm đảnh đệ nam mô Thường Trụ Tạng. Quang thế âm bồ tát. Tâm đảnh đệ nam mô Giải Thoát Tạng. Quang thế âm bồ tát. Tâm đảnh đệ nam mô Dược Vương Tạng. Quang thế âm bồ tát.
Quan Thế Âm Bồ Tát. Ê tâm đảnh thệ Nam Mô Quán Đại Tử Tài Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Quan Thế Âm Tự Tài Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Nhiên Sách Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Thiện Quan Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát. Kim mê khề thủ đề nguyện công chư chúng sanh sở cầu giai mạng túc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kim mê khề thủ đề nguyện công chư chúng sanh sở cầu giai mạng hệ túc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kim mê khệ thủ đệ nguyện cộng chư chúng sanh sở cầu giai mạng túc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bạn nhà ba la mật đa tâm kinh quang từ tại bồ tát thành tâm bát nhà ba la mật đa từ tiêu kia nguồn giải không độ như ý và cầu ác xa từ từ sắc bất gì không không bất gì sang sắc tức cái thì không không tức cái thì sắc mà tướng anh tướng diệu phục như thị xa từ từ thì chữ phá ông tướng bất sanh bất cái diệu bà có bất cái tình bất tán bất cái giàn thị có ông trung vô sắc vô thọ tướng anh thức ở nhà như thế thì tăng ý vô sắc cái tính hương thì dục pháp vô nhãn dư này chỉ vô ý tức cái giới bố vô mình diệt bố vô mình tầng này chỉ vô lào tư diễn vô lào tư tăng vô tập diệt nào vô trí diệt vô đắc chỉ vô sở đắc cũng bồ đề đặc đại bát nhà ba la mật đề phụ tâm vô ái ngài vô ái ngài cố vô hùng vô biển đi điên đảo mộng thường ưu cách niết bàn lãnh đế chư phật ý bát nhã ba la mật đà cô đất a nò đà la tâm hiểu tâm bồ đề ưu trí bát nhã ba la mật đà thì đài nghe chú thì đài minh chú thì vô thường chú thì vô đẳng đẳng chú hàng đời nhân thiết có chân thiền bậc cử ở thiết quan nhã ba la mật đà chú thức thiết chú việt đề đề ba la đề ba la tăng đề bồ đề a ba hai đề đề ba la đề ba la tăng đề bồ đề ta ba hai đề đề ba la đề ba la tăng đề bồ đề ta theo tay ca tượng thần chủ năng hồ tam bát đa mẫu đà nam ma bát đa đề a đa sa ta nằm đồng đề địa tán khế 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 ông
nhập vả ra nhập vả ra vả ra nhập vả ra bắt ra nhập vả ra để sắc xá để sắc xá đức trì để sắc trì để ta vẫn tra ta vẫn tra để ca đức trì ta bà nam mô tam mãn đa mô đà nam ma bao ra đề a đa sa ta nằng nằm đa địa ta khe hồng mông nhập ba ra nhập ba ra bát ra nhập ba ra bát ra nhập ba ra đề sang sa đề đặc sa đặc đề đề sang đề đề ta vong tra ta vong tra đề ca đức đề ta ba nam mô tam mãn đa mô đà nam ma bao ra đề a đa sa ta nằng nằm đề đề thang khe hồng mông nhập phá ra nhập phá ra bát ra nhập phá ra bát ra nhập phá ra đề cái sa đề cái sa cái đi đề cái đi đề thang ra thang ra đề ca cái đi tam ba Tạng trí tuệ
Không được này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.